Dân chào mọi người nghe, đây là cá trứng nha mọi người. Rồi hôm bữa có anh chị nói là hướng dẫn cho anh chị chiên cá trứng làm sao mà cho cái bụng này nè nó không có bị bể trứng là nha. Ngày hôm nay thì Giang sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn cho mọi người xem mà cùng làm thời gian nhé mọi người. Đó thì Giang có 25 con cá trứng nha mọi người. Rồi cái bí quyết ngày hôm nay thì Giang sử dụng bột chiên giòn nha. Đó, 25 con cá thì Giang cho khoảng 2 muỗng thôi nha. Rồi 2 muỗng. Rồi xong mình trộn đều lên nha mọi người. Đó, cái lớp bột này nó sẽ bảo vệ cho cái phần da của con cá nó không bị bung ra nha. Trộn lên. Đây có những con cá mà nó bể bụng ra trước thì Giang không có tính nha mọi người. Rồi xong, mình bỏ vô đây mình chiên thôi nha mọi người. Đó, chảo dầu này sôi tầm độ 80 độ nha mọi người. Rồi, ok. Rồi đây nha mọi người, thành quả nó xong nha. Để Giang không có bể bụng nha mọi người. Giang bỏ ra dĩa cho mọi người xem nha. Rồi mọi người thấy sao? Thấy không? Không bể bụng nha mọi người, con cá mình nó giòn nữa. Rồi chúc tất cả mọi người thành công nha. Bye bye.